Chào các bác nhé. Bây giờ là hơn 2 giờ chiều của ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ở buổi chiều ngày hôm nay thì qua mấy ngày vừa rồi mưa bão ảnh hưởng của áp thấp nên là mưa rất nhiều. Thì thực tế nói thì đã đến mùa máy giặt. Em lại buổi chiều ngày hôm nay lại giới thiệu cho các bác một dòng máy giặt của dòng Toshiba. Đấy, máy VIP nhé. Con này là Toshiba Z9500. Máy rất là đẹp và mới luôn. Em chuyên bán những cái mặt hàng tuyển chọn. Đây là trong một trong phân khúc em bán chạy của dòng VIP của dòng máy giặt Toshiba. Nó chỉ là tí là mấy dòng VIP thì nó như ở cái mức giá nó khá một chút thôi, chứ không phải là chưa phải hàng đắt tiền nhé. Đắt tiền thì nó phải vào những con đời 2017-2018. Những dòng VIP thực sự nó là tầm gần 10 cân. Cái con này thì nó chỉ là giặt 9 cân thôi. Đấy, sở hữu cho mình đầy đủ công nghệ của dòng máy giặt Toshiba. Con này chạy bằng phân tử trực tiếp và màn hình LCD các bác nhé. Đầy đủ những công nghệ. Ê, cái máy của nó rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái màn hình LCD, công nghệ giặt hết vuông. Và có những cái tính năng hay đó là Eco và khử khuẩn bằng Pico Ion. Con này em đã vệ sinh sạch sẽ, chạy ngon lành test rồi. Đây là một con máy rất là hoàn chỉnh của dòng máy giặt Toshiba. Đây là cái kiểu dáng, cái form này nó rất nhiều anh em thích luôn. Đây là cái bên sườn nhé. Đây là em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem từ cái hông sườn. Đây là một con máy còn nguyên zin. Đây là cái hông đằng sau. Đấy. Và cái sườn bên này. Đấy, sườn bên này nó có một vết nhỏ thôi. Đấy, em không tút để phải nguyên bản luôn. Đấy. Đây, còn bên trong lòng. Đây bên trong lòng các bác nhé. Đấy, từ cái gioăng cái lòng vẫn còn rất là đẹp. Thì các bác đi mua máy, cái đầu tiên các bác để ý đó là cái mặt đằng trước này đó, nó phải còn đẹp. Đây, bởi vì đó là những cái máy chạy rồi, máy sử dụng máy hàng cũ các bác nhé, chứ không phải đây là hàng mới. Nhưng tuy nhiên thì em đã bán cho các bác là những cái hàng qua sử dụng, nhưng tuy nhiên nó còn phải độ phần mới phần 95%, 90% trở lên. Đấy. Bởi vì những bác nào đã từng mua hàng của em rồi thì đã biết chất hàng của em rồi. Các bác có thể đánh giá được cái bên em bán này, đó là dù những cái sản phẩm nào đi chăng nữa thì nó phải là được còn đẹp. Đấy là cái em bán là bán hàng tuyển chọn, chứ em không bán hàng lô, hàng mớ. Cho nên là những con xấu là em không lấy, không nhập. Đấy, thì bởi vì tại sao em bán đi khắp tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đâu các bác mua em có thể ship được, và em không bao ship. Vậy cho nên thì em phải bán những cái còn đẹp để tránh cái trạng là các bác mua về các bác còn phân vân. Đấy, thì em không thể bán được hàng. Nhưng để đây lại là cái gì, những cái mà em video em đăng tải lên đó là những cái mặt hàng mà còn đẹp, và các bác xem các bác đã cảm nhận được, thấy ngay đấy. Nhiều bác ở xa không đến xem hàng được và mua qua những cái hình ảnh đó và em nhận lại được sự phản hồi của các bác khi các bác nhận được hàng, đó là sự ưng ý, đấy là cái sự rất là thoải mái giữa cuộc giao dịch, giữa mua bán, giữa là hai bên. Đấy là điều em mong muốn, chứ không phải là những cái em bán đi mà các bác nhận lại được là những cái mặt hàng nó không đúng hoặc là không đạt những cái gì mà giữa em bán hàng cho các bác. Đấy là cái bộc bạch tâm sự của ngày hôm nay đấy, nói chuyện với các bác là như vậy. Đấy. Nên là các bác đặt niềm tin, đó là những bác đã mua hàng đặt niềm tin với em. Đấy, rồi trở lại với cái máy này thì bác nào có nhu cầu liên hệ. Nhưng thực ra đấy, dịch bệnh thì hàng hóa bên kia không về được. Đấy, em vẫn còn gọi là có một tí hàng để bán, để lấy sự gì giao dịch qua lại. Đó là các bác không quên được em thế thôi. Chứ còn thực ra mà hàng cũng không có nhiều. Hàng hóa thì có thể cái mặt hàng điều hòa hay máy giặt hay những mặt hàng khác cũng vậy. Đấy, đây là em lựa lại của anh em, chia lại cho em. Đấy.
Nhưng các bác yên tâm là từ những cái không có, dù rằng là khi nào nữa thì cái em bán cho các bác đều là những cái đẹp, những cái còn chất lượng. Rồi bác nào có nhu cầu với con Toshiba Z9500 này thì liên hệ ủng hộ hàng cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.